Chào mừng các bạn quay lại với kênh YouTube của Điện Thoại Số. Nay mình sẽ làm clip thay màn hình con Redmi 2G. Thì con này phát xài nó bị gớt bể màn hình các bạn, không lên gì luôn. Rồi màn hình hiện tại, màn hình con này bên mình có sẵn hàng nha các bạn, màn hình zin. Đó, rồi các bạn tới thay thì ngồi chờ lấy, còn không tới thay thì mình có bán đem về luôn. Bây giờ kỹ thuật sẽ tiến hành tháo cái máy ra các bạn. Con này mình sẽ tháo nắp lên trước nha các bạn. Nó nhiễm mấy trắng nếp thì từ nhiễm vô. Con này nó dán keo xung quanh các bạn, mình hơi nóng nóng hoặc mình chấm miếng xăng mình nhiễu xung quanh là nó sẽ lên các bạn. Keo dán xung quanh các bạn, hôm nay mình gọc keo lên rồi mình giả lên luôn. Cái phím dừng tay nằm ở bên dưới chứ không phải nằm bên trên các bạn. Đó, phím dừng tay nằm bên dưới luôn. Hôm nay gọc mình không sợ đứt phím dừng tay luôn nha. Mình không cảm thấy nó có ốc không. Đó, nó có mấy ngóc rồi mình dặn mấy ngóc ra nha các bạn. Cẩn thận cái camera mà nó có hai camera, cẩn thận làm chạy làm. Giờ này mà đứng về phiền buồn ngủ quá các bạn, nó ngáp liên tục. Rồi sao nó con này nó hơi cầu kỳ chút nè. Đó, giờ mình phải tắt cái sườn của nó ra, tháo nắp lưng rồi dặn ốc rồi tắt sườn. Nhầm con thì nó chỉ cần tắt cái sườn ra là xong rồi, nó không cần tháo nắp lưng. Mà con này phải tháo luôn nắp lưng, nó hơi cầu kỳ chút. Rồi giờ mình tháo cho pin, tháo cục pin. Nhiễu miếng xăng vô. Rồi tháo cục pin ra xong rồi các bạn. Này mình tháo cái cục pin xong mình tháo socket màn hình. Rồi mình sẽ tiến hành tháo màn hình. Rồi sẽ tiến hành tháo màn hình các bạn. Cẩn thận mắt camera. Rồi
khi đè mạnh quá hư camera nha. Camera mắt nó thụt vào, thụt vô đè hư camera. Rồi giờ mình sẽ tiến hành tháo màn hình các bạn. Mình cũng giống như xưa, giờ mình kho nóng màn hình lên. Rồi mình gọt keo tháo màn hình. Thiệu khá nhanh luôn. Mà để tháo bỏ này mình tháo nhanh, tháo bỏ các bạn không cần giữ nên mình tháo màn hình nó nhanh. Khi nào mà mình cần giữ màn hình thì tháo chậm. Còn màn hình này nó hư màn hình luôn nên mình tháo nhanh. Giờ mình gắp màn hình luôn các bạn, gắp luôn đi. Tính theo gắp luôn. Màn hình này mình nhập về mình test sẵn rồi. Mình không cần test lại, này giờ mình sẽ bắn keo mình gắp luôn. Cam giống bản mà mình có cam ở chính mà cường cường mình có cam ở chính lúc mà nguyên máy ở chính lúc đó. Có không, có cam không? Không cam coi trong đang nóng đây nè. Cái lọc này rồi mình bắn neo xong rồi, giờ mình sẽ gắp màn hình luôn các bạn. Cái lọc đó, trong cái đống đó. Coi thì phim khi màu hồng hồng tím tím đúng không? Đó, nó đó. Kiếm về đi. Giờ mình sẽ gắn pin vô, mình gắp, mình test màn hình cho các bạn xem nha. Rồi mình sẽ kết thúc video. Thì cái khâu gắp vô thì cũng giống như cái khâu mình tháo ra vậy đó. Mình có thể nó dễ hơn tháo ra nữa. Mà mình quay cái khúc mà gắp vô luôn thì mất thời gian của anh em. Nên mình sẽ test màn hình lại cái rồi mình sẽ kết thúc video. Màn hình lên giá đẹp các bạn, màn hình này là mình màn hình zin nha các bạn. Được, giờ mình màn hình lên sáng đẹp, giờ mình sẽ test cảm ứng. Test cảm ứng ok, cái đó là mình kết thúc luôn. Anh em nhớ đăng ký kênh YouTube của mình với chia sẻ cái clip của mình để mọi người cùng biết và ủng hộ mình. Cảm ứng mượt mà đàng hoàng nha các bạn.
Rồi mình sẽ kết thúc video đây. Cảm ơn các bạn đã xem video. Hẹn các bạn gặp lại các bạn video sau.